Hồng Phúc xin mời quý thính giả cùng đón nghe hồi ký mang tựa đề Đại đội 4 tiểu đoàn 2 Thủy quân lục chiến tái chiếm Đắc Tô của tác giả Lý Văn Đàm. Chiều mưa biên giới anh đi về đâu? Sao còn đứng ngóng nơi sang đầu? Đang thiêu thiêu ngủ thì đứa cháu ngoại bật máy cassette nghe bản nhạc Chiều mưa bên giới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, làm tôi chợt nhớ đến những ngày trèo non lội suối ở nơi rừng núi, nắng bụi mưa rình vùng ba biên giới. Đầu tháng 4 năm 1965, tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến do thiếu tá Hoàng Tích Thông chỉ huy theo chiến đoàn A thủy quân lục chiến do Trung tá Nguyễn Thành Yên chỉ huy được tăng phái cho khu 22 chiến thuật thuộc quân đoàn 2 hành quân vùng Xuyên Hải, Bồng Sơn, Tam Quan. Lực lượng địch quân quấy rối đe dọa vùng này là sư đoàn 3 sao vàng. Ngày 8 tháng 4 năm 1965, tiểu đoàn 2 đã đụng độ nặng với một trung đoàn thuộc sư đoàn 3 sao vàng và gây cho chúng nhiều tổn thất nặng nề về nhân mạng và vũ khí, khiến cho hoạt động phá hoại của địch vùng Bình Định giảm hẳn đi sau một tháng thủy quân lục chiến có mặt tại vùng này. Như chúng ta đã biết, thủy quân lục chiến là lực lượng tổng trừ bị, nhưng một khi được tăng phái cho vùng nào thì các tư lệnh vùng đó vắt cho cạn. Vì thế sau khi Tam Quan, Bồng Sơn vừa tạm yên, thay vì dưỡng quân để dùng vào thời điểm thật cần thiết, đúng lúc, đúng chỗ với nhiệm vụ tổng trừ bị, thì chiến đoàn A lại bị tư lệnh vùng dùng làm địa phương quân giải tỏa áp lực địch ở các buôn thượng thuộc vùng đèo Mang Sang, rồi từ Mang Sang lại được đưa lên Kon Tum và tăng phái cho biệt khu 24, gồm những vùng quận lỵ và tiền đồn xa xôi hẻo lánh như Đắc Tô, Tu Mò Rông, Đức Cơ, Đức Lập, tái chiếm Đắc Tô. Quận Đắc Tô nằm cách 5 km về phía Bắc Tân Cảnh, nơi có hậu cứ của Trung đoàn 40 thuộc Sư đoàn 22 Bộ Binh, đã bị địch tấn công trong lúc quận trưởng không có mặt. Còn phó quận chạy về được, đến Tân Cảnh báo cáo là cộng quân đã tràn ngập và lực lượng địa phương quân trú phòng, đa số là người thượng đã bị sát hại, vũ khí mất hết. Một tiểu đoàn bộ binh đã được điều động để tiếp viện nhưng đã bị Việt Cộng dùng chiến thuật công đồn đã viện, khiến vị tiểu đoàn trưởng tên Lại Văn Chu bị tử thương. Thế là chiến đoàn A thủy quân lục chiến được sử dụng ngay. Chiến đoàn A do Trung tá Yên chỉ huy, gồm có tiểu đoàn 2 của thiếu tá Hoàng Tích Thông và tiểu đoàn 5 của thiếu tá Dương Hạnh Phước. Vì từ Tân Cảnh vào Đắc Tô chỉ có một con đường duy nhất, vòng vo dưới chân, hai bên là những ngọn núi cao. Vì thế, chiến đoàn A đã tiến vào Đắc Tô không bằng độc đạo mà bằng cách leo núi. Núi vùng này đa phần là khá dốc và lau rậy xen với những cây cổ thụ, nên việc vượt núi thật là vất vả, tay nắm lau rậy đu lên. Chưa bước tới thì đầu gối đã đụng cằm. Vất vả nhất là những anh em binh sĩ mang vũ khí cộng đồng. Khi lên đến đỉnh núi thì mới phát giác nhiều hầm hố mới của địch. Như vậy, địch chỉ dùng kế đánh quận Đắc Tô để tấn công lực lượng tiếp viện mà thôi. Dù đi độc đạo hay leo núi vẫn bị chúng phục. Nhưng khi thủy quân lục chiến đến thì chúng đã rút lui. Nếu không thì khó tránh một trận chiến khốc liệt và thiệt hại chắc chắn là nhiều. Nghỉ ngơi trong giây lát thì chúng tôi được lệnh tiếp tục tuột núi dù đã xế chiều. Lên thì chậm và mệt, nhưng xuống thì nguy hiểm, phải xuống bằng mông và lưng, tay vịn các gốc lau sậy nếu không muốn bị lăn tròn xuống chân núi. Xuống đến chân núi thì đã muộn, trước mặt là một con sông tưởng rằng được dừng quân đêm. Sau một ngày quá mệt nhọc thì đại đội 4 được lệnh vượt sông chiếm ngọn đồi bên kia sông để lập đầu cầu. May mà sông không sâu và không có địch nên đại đội 4 đã hoàn thành nhiệm vụ khi trời vừa ngã nhem tối.
giờ của bọn Việt Cộng đi ăn đêm. Thành phần sĩ quan đại đội 4 lúc đó gồm có Trung úy Nguyễn Xuân Phúc, đại đội trưởng, Trung úy Trần Văn Hợp, đại đội phó kiêm trung đội 41, Thiếu úy Nguyễn Đình Khôi, trung đội 42, Trần úy Lý Văn Đàm, trung đội 43, Thiếu úy Nguyễn Văn Đối, trung đội 44, Thượng sĩ Nhất Lê Văn Lơ, trung đội vũ khí nặng. Lệnh cấm lửa phải thi hành triệt để. Anh Phúc rất kỹ trong những trường hợp này. Không cơm không thuốc thì không chết, nhưng ánh lửa bốc lên là mục tiêu pháo kích. Bất giác tôi thèm hút thuốc đến ứa nước miếng. Cái gì cấm thì lại muốn vi phạm, nhưng thò tay vào túi áo thì gói thuốc đã nát như tương sau khi vượt sông. Trải tấm bôn xô, mặc nguyên quần áo ướt, nằm nhai bịch gạo sấy, nhìn trăng sao rồi đàn muỗi rừng, thấy hơi người bu lại. Đời lính gió sương gặp nhiều sương gió thì có chi lạ, đói khát muỗi mỏng xá chi, miễn đừng phơi xương là được. Muốn không phơi xương thì phải triệt để thi hành kỷ luật, anh Phúc thường nhắc như thế. Đêm qua mau, bình yên, lệnh súng đạn sẵn sàng tiến vào quận lỵ Đắc Tô. Thực ra chỉ là một đồn đóng quân vừa bị địch chiếm. Xuất phát đúng 8 giờ, trung đội 41 của Trung úy Hợp đi đầu, rồi tới tôi, Lý Văn Đàm, trung đội 42 phân vân. Càng tiến gần đến vòng rào quận thì mùi tử khí xông lên nồng nặc, xác các địa phương quân đã trương sình. Địch đã rút đi, đại đội 4 tiếp tục lục soát và tiến lên hướng tây bắc của quận lỵ, phát giác địch còn ẩn núp phía bên kia đồi. Trung úy Phúc cho lệnh trung đội 41 của Trung úy tiếp tục đi đầu, tấn công trực diện chiếm mục tiêu. Trung đội 42 của tôi tiến song song bên cánh trái, trung đội 43 bên cánh phải, vân vân, yên lặng tiến khi tới sát mục tiêu. Trung úy Hợp cho dàn hàng ngang tấn công, súng nổ, lựu đạn vang rền, tiếng AK chống trả. Có ba tên Việt Cộng từ suối chạy lên vị trí đóng quân của chúng thì bị trung đội tôi diệt. Bị tấn công bất ngờ nên chúng chỉ chống trả trong giây lát rồi bỏ chạy. Còn hai tên núp trong hầm, không kịp thoát thân. Trung đội 41 kêu gọi đầu hàng, nhưng chúng trả lời bằng tiếng AK, nên lựu đạn được đưa vào hầm. Tiễn chân hai người anh em về đất Bắc, lục soát, địch nằm lại tổng cộng 5 tên, 2 dưới hầm, 3 trên mặt đất. Tịch thu vài cây AK, 11 dây đạn Đại Liên 50, tiếp tục lần theo dây điện thoại lục soát, nhưng đi được khoảng 100m thì L-19 báo cho biết trước hướng tiến, địch đang di chuyển rất đông. Lệnh trên cho dừng quân và lui quân để pháo binh và không quân làm việc. Lui quân là giai đoạn cực khổ cho chúng tôi. Lệnh đại đội trưởng 41 tịch thu thì 42 mang về. Thế là anh em trung đội 42 chúng tôi e cổ mang theo 11 dây đạn Đại Liên, mà mỗi phiên to bằng quả chun mắn, đói khát mệt mà phải tha những đồ quỷ này về thật là nản. Nhưng lệnh thì phải thi hành, mang về để chứng minh địch có súng lớn. Có súng lớn thì địch đông, địch đông thì phải cẩn thận. Bình giả là tấm gương. Chúng tôi được lệnh đóng quân trong một buôn thượng để chờ lệnh hành quân tiếp theo, thì đúng vào lúc trời đổ mưa, mưa to liên tục 2 ngày. Đúng là chiều mưa, biên giới, thì các anh Việt Cộng đi về đâu? Hẳn là biết có Châu Điên cùng Hắc Long đến, nên Việt Cộng tẩu phi thượng sách. Thà đóng quân trong rừng còn hơn trong buôn thượng. Tuy họ đã đi, nhưng sản phẩm của gia súc ở lại hòa cùng nước mưa, khiến chúng tôi vô cùng khổ sở cho việc bố trí và đóng quân. Chỗ nào cũng nước cùng phân, không thể leo lên ngủ nhà sàn, răng võng dưới nhà sàn thì lại càng khổ. Một nỗi khổ mà lính hành quân nào cũng biết là trời mưa, lạnh mà không có thuốc hút. Tôi đâm liều chạy lên hỏi đại đội trưởng Robert Phúc xin vài điếu. Anh chỉ còn nửa bao nên đành chia tam tứ. Anh em binh sĩ cũng đói thuốc, họ đã hút bằng râu bắp, khét lẹt,
nhưng có còn hơn không? Bớt mùi hôi, phân trâu bò, những kỷ niệm buồn vui đời lính, tình huynh đệ chia nhau tí khói thật đáng nhớ. Chiến đoàn A được lệnh rút quân về Tân Cảnh, không trèo núi nữa mà theo đường lộ, nhưng hai cánh quân phải đi sâu vào hai bên đường 150 mét. Đại đội 4 chúng tôi lại đi đầu mở đường. Trung sĩ Tuấn, tiểu đội đi đầu, báo cho tôi gặp một xác định. Tôi tiến lên quan sát và cho lệnh lục soát, coi chừng địch gài lựu đạn. Nhưng vô sự, xác địch còn nguyên, quần áo bộ đội miền Bắc, kaki Nam Định, xác không có vết thương. Hạ sĩ Hòa lục trong ba lô có ống kem đánh răng hiệu Bạch Mai sản xuất tại Hà Nội. Một sấp thư gia đình, tôi đọc lá thư của người vợ này. Anh Nam, kể từ ngày anh vượt đèo Mụ Già để vào Nam đến nay, đã hơn 3 tháng rồi. Lúc này anh vẫn khỏe chứ? Bố mẹ và em ở nhà vẫn bình an, tem phiếu được cấp đầy đủ. Em vẫn ngày ngày tới trường dạy bọn trẻ học hành, và thời gian còn lại là nhớ đến anh. Em cầu mong anh vẫn bình an và sau 3 năm làm nghĩa vụ quân sự sẽ về với gia đình. Thế nào rồi chân của anh? Nhiều trai sạn phải không? Có bị sốt rét rừng hành hạ hay không? Em mong ngày anh về với em. Nụ. Thật tội nghiệp cho cô giáo Nụ miền Bắc, không biết rằng chồng cô đã bỏ xác trong rừng núi vùng Tam Biên miền Nam. Chồng cô không chết vì súng đạn, vì trong người không một vết thương. Có lẽ anh ta chết đi vì lạc, đói khát, hay vì bị sốt rét rừng không theo kịp đơn vị mà đồng đội bỏ anh nằm lại đây. Đồng đội đã lấy vũ khí đem theo nhưng không chôn anh. Tình đồng chí là thế. Đã có hàng trăm ngàn thanh niên nam nữ sinh Bắc tử Nam cùng hoàn cảnh, những anh ở lại dọc đường Trường Sơn, sương trắng Trường Sơn, trên con đường mòn mang tên Hồ Chí Minh. Nghỉ chân qua đêm tại hậu cứ trung đoàn 40, để rồi sáng hôm sau chúng tôi tiến về giải tỏa địch ở quận Treo Reo, Phú Bồn. Cuộc sống của người lính thủy quân lục chiến thật gian khổ, hành quân quanh năm. Đúng là 12 tháng anh đi và đã có biết bao anh em ta đã đi luôn. Các anh đi để đồng bào được sống, đồng đội được bình an. Thủy quân lục chiến sống hùng, sống mạnh, nhưng không sống lâu. Nhưng nếu có sống lâu thì không nên sống hèn.